Xin chào các bạn. Sau đây thì mình xin hướng dẫn các bạn fix lỗi Paper Jam E04. Thì cái lỗi này là do máy nó không hiểu giấy. Thì đầu tiên các bạn bấm Power. Bấm menu fix. Các bạn bấm giữ nút menu rồi bấm nút fix. Không được thì các bạn bấm Calc rồi bấm Power. Máy sẽ khởi động lại. Rồi các bạn bấm Power. Bấm menu Fit. Các bạn bấm Enter để chuyển đến mục Measure. Các bạn chọn. Các bạn bấm Power hoặc nút Fit để chọn để di chuyển. Thì nó có 3 chế độ. Chế độ Every là chế độ tự động calip. Chế độ Manual là các bạn calip bằng tay. Chế độ PGM là các bạn nhập thông số giấy bằng tay vô máy in. Thì thường thì mình chọn chế độ manual. Bấm enter. Sau đó các bạn bấm menu power để quay lại. Chế độ manual thì các bạn phải calip lại bằng tay. Bạn bấm giữ nút calip. Rồi các bạn bấm calip quay nữa. Ok, mày đã hết lỗi. Xin chào các bạn.